nặng thì cái chân thay đổi thực cách đi. Cái loại 1 nó đi nó không như trước nữa. Loại 1 trước mình đi dài. Nghe không? Vậy phải không? 1 giờ đổi lại vậy. Co này lên. Mình dồn cái trọng tâm nó sau. Nghe cái chân trước. Nghe không? Thành nó đi giống như rà cái chân. Đó. Nghe không? Cái chân có khởi kỷ. Rồi 1 nó đổi vậy đó. Thì nó dồn lên đây. Tăng cái này. Còn loại kia nó dồn trước, loại sau nó dồn sau. Cái chân rất là giống dơ đi vậy. Mà nó để sát dưới đất. Đó là cái chân sửa lại vậy là sao? Thì nó